Sáng nay, ngày 24 tháng 2, biên đội tàu huấn luyện đường dài gồm tàu huấn luyện Hatakaze và tàu hộ vệ Inazuma từ lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản cùng gần 480 sĩ quan và thủy thủ do đại tá Masaaki, tư lệnh đơn vị tàu huấn luyện số 1 làm trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm thành phố Đà Nẵng. Tham dự lễ đón về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đại diện Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng. Về phía Nhật Bản có Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, Yakabe Yoshinori, Trung tá Hamamoto Michinori, Phó Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 2, nhóm chủ huy tàu Nhật Bản sẽ chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân bằng hình thức trực tuyến. Đại tá Masaaki, tư lệnh đơn vị tàu huấn luyện số 1 cho biết, chuyến thăm của biên đội tàu huấn luyện đường dài lần này thúc đẩy giao lưu hiểu biết lẫn nhau giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản, cũng giúp quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Nhật Bản.